Trần Nhật Phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào cái phần mà hưu tin nhật ký phần 2 ngày hôm nay thì cáo lỗi của quý vị hôm nay phải làm qua cái hình ảnh của cái kiểu này là bởi vì cái camera bên đây của phong nó thì bắt vô cái máy computer nó lại bị trở ngại một chút xíu là nó không có recognize ai được cái video cho nên làm live stream thì không sao mà bấm thâu á là nó bị vấn đề do đó thì ngày hôm nay phải sửa lại cái hệ thống máy này trước khi mà làm lại bình thường do đó thì cái phần mà hiêu tinh nhật ký ngày hôm nay phong lại phải làm theo cái kiểu này để cho quý vị có được cái chương trình mà cái không gian nó hơi thay đổi một chút xíu cáo lỗi cùng tất cả khán thính giả và như thường lệ thì mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự đề tài thứ hai vẫn liên quan tới nội tình hoa kỳ quý vị trong ngày hôm nay thì tôi có cái tin đặc biệt là nhà tỷ phú đồng sáng lập của hệ thống bán lẻ Home Depot. Home Depot quý vị biết là là cái ở trong nước Mỹ thì biết nhưng mà ở ngoài thì nước Mỹ thì có lẽ không biết. Home Depot là cái nơi mà à, cái tiệm cửa những cái cửa tiệm bán tất cả những cái vật dụng về xây dựng nhà cửa à, và những cái dụng cụ cho chúng ta dùng trong nhà, kèm búa rồi máy khoan, máy đục cho tới những cái vật dụng để mà chúng ta xây dựng nhà cửa hoặc là làm những cái nhà bếp, nhà khách hay bất cứ cái gì nói chung là trong ngành xây dựng thì Home Depot là một trong những cái hệ thống bán lẻ lớn nhất của Hoa Kỳ về cái chuyên về những cái uh, uh, tại nguyên liệu, chuyên về những cái uh, dụng cụ ngành chủ yếu là ngành xây dựng, nhà cửa của chúng ta hay là những cái cơ sở thương mại vân vân. Thì quý vị ông uh, Bernie Marcus là Ông là đồng sáng lập của Home Depot Năm nay ông 94 tuổi rồi Năm nay ông 94 tuổi rồi quý vị Và ông cùng với ông Peter Schiff Ông Peter Schiff cũng là một trong những nhà sáng lập của Home Depot Hai người này đều là những người ủng hộ trong trong Và ông Bernie Marcus đã lên tiếng chính thức ngày hôm nay Là không những là ông endorse Trump Tức là ông chính thức đề nghị ông Trump à, À, đề cử ông Trump ra làm à, tổng thống thêm một lần nữa, mà ông còn kêu gọi tất cả người của đảng cộng hòa đã tới lúc phải dẹp bỏ tất cả những cái sự bất đồng và đứng chung lại sau lưng tổng thống Trump để chống lại cái à, sự nguy hiểm đang đe dọa tới nước Hoa Kỳ và trong cái lời phát biểu của ông khi mà tôi đọc cái bài của ông ở trên cái à, à, cái trang của New York Post đó, quý vị, thì tôi cảm thấy rằng ông là một người rất chân thành. Năm nay ông 94 tuổi rồi Không còn trẻ nữa 6 năm nữa ông tròn 100 tuổi rồi quý vị Và vẫn còn minh mẫn vô cùng Và ông đã viết một cái bài op ép khá dài op ép tiếng Việt mình dịch ra là cái bài Tôi có thể dịch ra mà bằng cái kiểu mà Việt Nam mình á Lời qua tiếng lại Lời qua tiếng lại nó là cái mục trên tờ New York Post Nó gọi là mình có thể gọi là op -ep. Thì op ép này có nghĩa là um, mình mình viết cái quan điểm của mình rồi sẽ có những người viết cái quan điểm ngược lại tức là nó cho, nó cho có cái sự gọi là uh, tranh luận về quan điểm thì nó gọi là op-up. thì quý vị trên cái trang đó thì ông uh, bernie marcus đã lên tiếng và nói rằng tới lúc mà chúng ta phải đoàn kết lại người duy nhất bây giờ có thể giúp chúng ta chấn chỉnh lại kỷ cương quốc gia là chính là donald trump người duy nhất mà thôi Ông đã nói một cách rất thẳng thừng như vậy với một người 94 tuổi quý vị. Bởi vì tại sao ông nói như vậy? Ông đã kê ra một dọc những cái vấn đề mà xã hội Hoa Kỳ chúng ta đang phải đối diện và nó đến một phần do cái chính sách của Joe Biden. Cái chính sách về di trú của Joe Biden là 8 triệu người kể từ khi ông ta lên làm tổng thống tới bây giờ, 8 triệu người di dân bất hợp pháp đã tràn vào đất nước Hoa Kỳ. Và quý vị trong số 8 triệu người này họ tập trung vào rải khắp nước Mỹ. Và nó làm cho cái tình trạng tội ác trong cộng đồng đã tăng lên rất cao. Thì quý vị đã nhìn thấy, quý vị đã chứng kiến được những cái vụ mà ba bốn chục người tràn vào khu shopping, giật đồ, rồi những cái cảnh mà đang đứng đổ xăng, bị nó cướp xe, hay là đi ra một cái ngôi chợ nào đó, bị nó giật bóp, hoặc là quý vị thấy là nó đập chiến xe, nó lấy trộm đồ trong xe của mình. Ngay ở rất nhiều thành phố trên nước Mỹ, thì quý vị cái mức độ tội ác đã lên cao, mức độ tội ác đã lên khá cao dưới thời của Joe Biden, nó còn khủng khiếp hơn cả cái cái vụ mà tôi nói là khi mà có cái chết của người da đen George Floyd đó, năm 2020 vào cái mùa hè năm 2020 đó, thì nó xảy ra những cái cuộc biểu tình bạo động ở khắp nơi, đốt phá ở khắp nơi. Nhưng nó không tệ hại như bây giờ Và nó chỉ xảy ra trong một cái giai đoạn ngắn Trong cái 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 cơn gọi là phẫn nộ của người da đen Thì quý vị nó đã xảy ra tình trạng Có một số khu vực bị đốt phá, bị cướp phá Nhưng nó không có khủng khiếp như cái giai đoạn của Joe Biden cầm quyền bây giờ Gần như là cái mức độ mà tội ác Nó đánh đồng thành một cái chuyện trắng trợn giữa ban ngày Và công khai luôn Và không sợ ai cả đây là lần đầu tiên mà tôi chứng kiến được nước Mỹ sau gần 40 năm tôi ở Mỹ. Lần đầu tiên tôi chứng kiến được một cái nước Mỹ bị thay đổi như vậy. Và bị thay đổi một cách tệ hại. Đặc biệt là quý vị thấy ở những thành phố lớn. Là do cái những cái luật của các cái tiểu bang nó ra. Nó mị dân và dẫn tới tình trạng này. Nhưng mà bên cạnh những cái luật của tiểu bang ra. Thì tôi cho rằng một trong những cái điều mà nó dẫn tới tội ác nhiều nhất là do tình trạng di dân bất hợp pháp những kẻ đã phạm tội bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ giờ đây quay trở lại nước Mỹ và quay trở lại với một cái thái độ hung hăng hơn và bạo hơn. Thì quý vị, thứ nhất về mặt tội ác, nước Mỹ đang đối diện với một cái hậu quả rất nghiêm trọng. Thứ hai là cái điều mà tôi cho là nguy hiểm nhất là tình trạng băng hoại xã hội. phía của cấp tiến cực tả đã đẩy những cái chính sách thông qua Joe Biden họ đã bắt đầu truyền bá những cái tư tưởng được xem là độc hại cho con em của mình. Từ những cái tư tưởng của Cộng sản cho tới việc gieo rắc vào đầu của con em của mình. Những cái tư tưởng về giới tính. Những cái tư tưởng về giới tính. Và đó là những cái điều nguy hiểm cho những thế hệ mai sau của mình. Thì quý vị, đây là cái điều nguy hiểm thứ hai. Và cái điều nguy hiểm thứ ba là trong số những tên những cái tên mà những cái người mà di dân bất hợp pháp lại lọt vào trong đó những tên khủng bố chưa biết nó sẽ bắt đầu cái chiến dịch khủng bố của nó như thế nào nhưng nó đã có mặt ngay tại Hoa Kỳ thì quý vị nhìn sơ qua thôi là chúng ta thấy thứ tư là cái tình trạng mà nền kinh tế bết bát cộng thêm cái mức lạm phát quá cao và tới bây giờ dân Mỹ phải chi phí rất nhiều cho cuộc sống tất cả những điều này nó đã xảy ra dưới quyền của Joe Biden 3 năm điều hành và nó đẩy nước Mỹ đi tới một cái cơn khủng hoảng mới mà tôi gọi là một cái cơn khủng hoảng toàn diện. <laughs> Tại sao tôi gọi là cơn khủng hoảng toàn diện? Nếu chúng ta chỉ có khủng hoảng về kinh tế thôi giống như những lần trước đó thì nó không thành vấn đề. Chúng ta vẫn vượt qua được. Ví dụ như năm 1992 rồi sau đó sự bắp bên khủng hoảng của năm 1999 rồi cái cơn khủng hoảng lớn năm 2008 thì quý vị những cái cơn khủng hoảng kinh tế này thuần túy chỉ về kinh tế thôi thì chúng ta cũng có thể vượt qua được. Nhưng lần này cái cơn khủng hoảng của triều đại Joe Biden nó có nhiều cơn khủng hoảng quá chứ không phải một cơn khủng hoảng. Thứ nhất là cái khủng hoảng kinh tế. Thứ hai là cái xung đột giữa sắc tộc và tôn giáo ở bên ngoài nước Mỹ và tác động vào nước Mỹ. Điển hình là cuộc chiến của Nga và Ukraine, cuộc chiến của do Thái và của Hamas của những kẻ khủng bố nó tác động vào chính trường nước mỹ nó đã gây ra tình trạng biểu tình ở nhiều nơi và nó đã gây ra một cái sự gọi là chia rẽ giữa một bên binh do thái một bên ủng hộ cho người palestine thì quý vị những cái tác động này nó từ bên ngoài nó tác động vào nước mỹ nó đẩy nước mỹ đi tới cái tình trạng nguy hiểm thứ hai là có thể từ những cuộc xung đột này ở trên cái việc gọi là tranh cãi trên mạng xã hội ở trên truyền thông nó có thể lôi xuống đường phố để mà đụng độ với nhau đây là cái nguy cơ tiềm ẩn đang xảy ra hiện nay và thứ ba là cái sự băng hoại xã hội sự băng hoại xã hội này nó bắt nguồn từ cái sự cấp tiến cực tả ở trong cái hệ thống giáo dục và truyền thông nó đẩy tất cả mọi người đi vào cái mức gọi là đối đầu với nhau trong cái quy tắc về xã hội thứ nhất là những cái người lớn tuổi bảo thủ Họ vẫn muốn có một cái xã hội yên bình. Họ không muốn có nhiều cái vấn đề gọi là uh, đi quá danh, quá cấp tiến. Và đồng thời họ cũng không muốn là cái giới trẻ có những cái thái độ hỗn hào, có những cái thái độ gọi là bất chấp tất cả và tự xem mình là thiên tài, đại khái như vậy. Thì quý vị, rồi đám trẻ thì nó cảm thấy rằng là nó bị kềm chế bởi đã những người lớn tuổi và bắt đầu nó nổi loạn lên và nó làm tất cả những gì nó muốn. Từ ở trên TikTok, những cái trò uh, kiếm view cho tới những cái cuộc mà gọi là xông vào các cái shopping lớn chia nhau để mà đi cướp một cách công khai. Trong đó quý vị thấy toàn là tuổi teen không à. Mười mấy tuổi không à. Mười sáu, mười bảy tuổi không à. Thì quý vị tức là cái sự cái sự gọi là kích động cho cái việc mà cái khoảng cách của những cái giai đoạn, những cái thế hệ khác nhau trở nên xa hơn. Tức là cái mức thù hận nó cao hơn. Rồi chưa kể là những cái vấn đề khác ví dụ như là những cái vấn đề mà về giáo dục rồi những cái vấn đề về môi trường thì quý vị nó đẩy nước mỹ tới một cái cơn khủng hoảng toàn diện toàn diện tức là thứ nhất là khủng hoảng về chính phủ thứ hai là khủng hoảng về dân sự và thứ ba là khủng hoảng về đối ngoại và thứ tư là cái khủng hoảng về cái cách quản trị xã hội và cuối cùng là cái khủng hoảng giữa các thế hệ với nhau. Thì quý vị, nước Mỹ đã bị đẩy tới một cái tình trạng tôi gọi là tôi có thể gọi là một cuộc đại khủng hoảng. Tức là nó có rất nhiều những cái vấn đề thách thức và bế tắc. Thì quý vị, cho tới giờ phút này tôi vẫn thường nói với quý vị là chúng ta nên có một cái vị tổng thống mạnh mẽ hơn. <laughs> mạnh mẽ trong chính sách đối ngoại mạnh mẽ trong vấn đề à, đối nội cả hai cái này chúng ta đều cần một cái chính sách cứng rắn thì quý vị cứng rắn tức là chúng ta phải chấn chỉnh kỹ cương không thể để cho cái tình trạng mà cảnh sát ngày một mất quyền lực rồi cuối cùng quý vị một tên trộm một tên cướp đứng trước mặt cảnh sát không làm gì được hết cảnh sát nhiệm vụ của họ là bảo vệ cái an ninh của khu phố cái an ninh của cộng đồng nhưng bây giờ họ bị trói buộc bằng tất cả những cái quy tắc khác nhau họ bị giới hạn quyền lực họ bị giảm đi tất cả mọi thứ họ bất lực bất kỳ một cái hành động nào của họ đưa ra đều bị xem là phạm luật cả trong khi đó họ muốn bắt tội phạm bắt không được thì quý vị những điều này nó làm cho cái kỷ cương quốc gia trở nên lỏng lẻo và cái thái độ mỹ dân của một số thành phần cấp tiến trong đảng dân chủ đã dẫn tới tình trạng tội phạm lợi dụng những cái chính sách lỏng lẻo này để mà quậy phá và hành hành ở nhiều thành phố lớn ở Hoa Kỳ và ở nhiều cái tiểu bang ở Hoa Kỳ. Thì quý vị, về mặt xã hội, chúng ta đang có một cái cuộc thách thức rất lớn là một xã hội bất an. Bất an từ cuộc sống cho tới bất an bước ra đường. Cuộc sống tức là cái những cái hóa đơn hàng tháng của mình, bây giờ tất cả mọi thứ tăng hết. Tiền xăng tăng, tiền điện tăng, tiền nhà tăng, rồi à, chi phí thực phẩm tăng. Đây là cái bất an về cái cuộc sống hàng ngày, cái sinh hoạt. Rồi khi bước ra đường đi vào một khu shopping nào đó, bây giờ không dám đi nữa. Là không biết ngày nào nó bị cướp. Không biết ngày nào nó sẽ bị cướp. Và ngày nào chúng ta chứng kiến được cái cảnh cướp bóc như vậy. Do đó quý vị, rồi con em mình bước ra đường không biết ngày nào tự nhiên bị một thằng nào đó, nó đi ngang nó, nó đập cho một phát. Hay là kéo bốn năm đứa nó dây nó quánh cho một cây một trận xong nó bỏ nó chạy. Mình không biết chuyện gì xảy ra hết. Tức là một cái thiếu an toàn trong cộng đồng rồi thiếu an toàn bất an trong cuộc sống thì quý vị chính cái chính sách của joe biden thúc đẩy cái vấn đề về môi trường và thúc đẩy những cái vấn đề về xã hội đã dẫn tới tình trạng toàn quốc bây giờ rơi vào tình trạng này tôi chưa nói tới chính sách đối ngoại chính điều này chúng ta cần một ông tổng thống chúng ta cần một ông tổng thống cứng rắn hơn có thể chấn chỉnh được kỷ cương quốc gia thì quý vị, bây giờ quý vị nhìn đi tất cả các ứng cử viên ra Thì duy nhất chỉ có một mình ông Trump đã có kinh nghiệm 4 năm làm tổng thống Những người còn lại đều là những người có thể hoạt động, có thể à, quản trị được một tiểu bang Hay là có thể từng là à, đóng góp trong cái chính phủ Nhưng mà họ vẫn chưa thấy được nhiều vấn đề khi họ ngồi lên ghế tổng thống Do đó khi mà ông Bernie Marcus Tức là ông đã sáng lập của cái, cái hệ thống bán lẻ Home Depot ngày hôm nay ổng lên tiếng ổng không những là ổng đề cử ông Trump ra tổng thống mà ổng còn kêu gọi tất cả cử tri tất cả những thành viên của đảng cộng hòa là nên đứng sau lưng đoàn kết sau lưng của ông Trump tại vì qua ba cuộc debate cứ mỗi một cuộc debate thì cái lượng view lại là rớt xuống cứ mỗi một cuộc debate lượng view lại rớt xuống không ngóc lên nổi có nghĩa là những người cử tri họ thấy tất cả những ứng cử viên của đảng cộng hòa tất cả đều là bản sao của ông Trump. Còn không thôi là không đủ qualify để quản trị đất nước Hoa Kỳ. Trong khi ngược lại, ông Trump thứ nhất, ông có đủ một cái cá tánh rất mạnh mẽ. Và thứ hai, ông đã điều hành quốc gia 4 năm. Ông biết được những chuyện gì xảy ra. Và ông biết được những cái ngõ nào bây giờ bị trống. Và cần có làm cần phải làm cái gì để mà chấn chỉnh kỹ cương quốc gia. Thì quý vị, thứ ba là cái quan trọng nhất là cái chính sách đối ngoại chúng ta không những bị đe dọa ngay trong nội địa Hoa Kỳ mà bên ngoài Hoa Kỳ chúng ta còn bị đối diện với cuộc đe dọa của cộng sản Trung Quốc, sự đe dọa của Nga, sự đe dọa của thế giới cực đoan do Iran bảo trợ. Do đó, từ đối nội cho tới đối ngoại, chúng ta cần một vị tổng thống cứng rắn, đủ bản lãnh. Cứng rắn đủ bản lãnh để chấn chỉnh kỷ cương quốc gia, thúc đẩy kinh tế quốc gia và đối ngoại đủ sức răng đe để kềm chế những cái thế lực những cái quốc gia mà có cái suy nghĩ thù địch với Hoa Kỳ. Thì quý vị, Joe Biden không đủ qualify này. Ông ta làm tổng thống 3 năm, chúng ta đã thấy được cái khả năng của ông ta. Dân Mỹ đã cho ta ông ta cơ hội mà. Tôi không nói tới cái vấn đề thiếu minh bạch của cuộc bầu cử năm 2020. Tôi cứ cho rằng là ông ta thắng đi. Nhưng mà chứng minh ông ta không đủ khả năng quản trị đất nước và cũng không đủ khả năng kềm chế tất cả những cái biến động trên thế giới bằng chứng là trong giai đoạn của ông ta hai cuộc chiến bùng nổ rồi cuộc chiến của nga và ukraine cuộc chiến của do thái và hamas và không biết từ đây cho tới mùa đến ngày bầu cử còn có cuộc chiến nào bùng nổ nữa hay không tức là ông ta không đủ khả năng kềm chế các cuộc chiến đó là chính sách đối ngoại rồi bên chính sách đối nội Ông ta lại thúc đẩy quá nhiều cái chính sách về môi trường Ông ta bỏ lơi tất cả những cái khác Từ cái vấn đề an ninh biên giới Cho tới cái vấn đề gọi là an toàn của người trong cộng đồng Và ông ta có cái sự phân biệt đối xử Đối với là những ai mà ông ta không ưa Ông ta đẩy ra Thì quý vị cái điều này nó chứng minh Trong cái vụ mà ông ta giảm thuế xe cho những ai đi xe điện 7.500 Mỹ Kim Ông ta vẫn loại trừ Tesla ra trong khi Tesla là công ty duy nhất sản xuất xe điện Thì lại không được hưởng Trong khi những hãng xe khác chưa sản xuất xe điện Mới chập chững bước chân vào ngành xe điện thôi Thì những hãng đó lại được ông ta ưu ái cho việc khấu trừ 7.500 Mỹ Kim Cái tiền tín dụng dành cho người mua xe Đơn giản là bởi vì Tesla không có nghiệp đoàn Ai mà nghiệp đoàn là Tesla đuổi cổ ngay còn ông ta thì đi kiss ass nghiệp đoàn Ông ta đi nịnh bợ những cái nghiệp đoàn công nhân Do đó quý vị Ông ta có cái thái độ phân biệt đối xử Và chưa kể Là cái tham nhũng trong gia đình của ông ta Tất cả những việc này Làm cho dân Mỹ nhìn thấy được Nước Mỹ sau 3 năm ông ta quản trị Một nước Mỹ tàn nát <laughs> Một nước Mỹ tan nát Sau 3 năm ông ta quản trị đất nước Do đó khi mà ông Bernie, à, ông Bernie Marcus, ông lên tiếng và ông nói Thì tôi nói rằng là tôi đọc cái bài của ông ở trên tờ New York Post Tôi mới cảm nhận được Ở nước Mỹ này còn rất nhiều những người yêu nước Một tỷ phú, năm nay 94 tuổi rồi Không biết ngày nào là coi như là chuẩn bị khăn gói lên đường rồi <laughs> Nhưng ông vẫn quan tâm cho nước Mỹ Ông vẫn quan tâm cho nước Mỹ rồi chúng ta có Peter Thiel. Peter Thiel là một trong những nhà tỷ phú cũng là đồng sáng lập của công ty Home Depot và đồng thời ổng cũng là người đồng sáng lập cái hệ thống AI trước đây chung với lại Elon Musk và một số người khác. Sau này thì ổng rút ra. Elon Musk cũng rút ra. Nhưng mà ổng là một trong những người đã, đã cùng cộng tác với lại trong cái uh, việc mà là cái công ty gọi là Open AI đó. Rồi ổng cũng là một trong những người đồng sáng lập công ty PayPal cũng ủng hộ cho ông Trump. Và họ đồng lên tiếng và họ nói rằng cần phải chấn chỉnh lại quốc gia. Cần phải chấn chỉnh lại tất cả những cái gì đang xảy ra. Bởi vì họ chứng kiến được. Thứ nhất là tôi nói, tôi không nói tới ông Peter Schiff. Ông là một người tương đối cái lứa tuổi cũng còn giống như ông Trump, trẻ hơn ông Trump. Do đó, ông cũng còn nhiều cái sinh hoạt lắm. Nhưng mà ông Bernie à, Marcus, 94 tuổi rồi quý vị. Tức là cái thời gian ông sống 90 năm rồi trong 90 năm qua ông đã chứng kiến tất cả những thăng trầm của nước Mỹ ông chứng kiến những cái giai đoạn khủng hoảng nhất của thế giới từ cái đệ nhất từ cái đệ nhị thế chiến tới bây giờ ông chứng kiến hết ông nhìn thấy hết và ông đã trải qua rồi và ông đưa ra những cái lời nói mà tôi có thể nói rằng là tôi rất appreciate là ở cái tuổi này ông chỉ cần vui chơi với con cháu được rồi với cái số tiền mà ông có được ông là tỷ phú mà đâu cần quan tâm chứ ông có thể bắt chước như là warren Buffet, tập trung vào vấn đề đầu tư thôi đi gặp những người thích làm ăn thôi không muốn nói tới vấn đề chính trị chính em đi nhưng không quý vị ông vẫn cố gắng thúc đẩy và tôi nghĩ rằng là mặc dù trong tất cả những cái giáo trình của nước mỹ chưa bao giờ dạy trong tất cả những cái giáo trình của nước mỹ từ xưa tới nay chưa bao giờ dạy cái tinh thần yêu nước cả tôi gọi là một cái patriot chưa bao giờ cái đó là hệ thống giáo dục mỹ nó để cho con nít tự chọn và những người đó tự chọn là có biết yêu đất nước này hay không có biết yêu cái mảnh đất mình đang sống hay không thôi họ không có áp đặt họ không có dạy nhưng những người đã trải qua một cái giai đoạn thăng trầm dài như vậy một cái giai đoạn gọi là lên xuống của nước mỹ rất là nhiều như vậy mà họ vẫn có một cái tấm lòng với đất nước này thì quý vị thấy rõ ràng là gì quý vị chúng ta có được những cái Chúng ta có được những con người như vậy Và những con người như vậy Họ ủng hộ trong Trump Ngay cả cái người mà Sáng lập phong trào Black Lives Matter Ông Fisher Mark Fisher Ông là người sáng lập phong trào Black Lives Matter Ở Rock Island Rồi bây giờ ông ra Ông lập một cái văn phòng Black Lives Matter Ngay tại Maryland Ông cũng lên tiếng ngày hôm, hôm kia Ông lên tiếng đây là lần thứ hai rồi Ông nói là Donald Trump là the best candidate No one can beat him tức là ông trump là một ứng cử viên tốt nhất rồi không ai có thể đánh bại được ông hết mà đây là một trong những nhà sáng lập phong trào Black Lives Matter đó quý vị và ông cũng lên tiếng có nghĩa là rồi quý vị thấy mấy ngày hôm nay tờ New York Times cho tới CNN liên tục là họ ghét ông trump lắm họ làm những cuộc thăm dò cuối cùng họ cho thấy ông trump thắng hết ở tất cả các tiểu bang chiến lược Ông Trump gác Joe Biden tới 5 trên 6 tiểu bang Có nghĩa là họ cũng chán Joe Biden rồi Tôi không nói là họ thích ông Trump Hay họ thay đổi quan điểm Nhưng họ không muốn Joe Biden tranh cử nữa Cho nên họ đi thực hiện những cuộc thăm dò đó Họ cho thấy là ở những tiểu bang chiến lược là Joe Biden đại bại đại bại Và quý vị Điều này cho quý vị thấy là khi mà cái xã hội Mỹ bị đẩy tới một cái mức cực tả người ta mới giật mình người ta mới thấy một cái xã hội bị tan nát một cái xã hội bị băng hoại và bây giờ người ta bắt đầu nhìn lại người ta bắt đầu nhìn lại để mà người ta thấy rõ ràng là không thể đi kiểu này được đi kiểu này coi như là nước mỹ dù có thịnh vượng thì cái sự thịnh vượng đó là cái sự thịnh vượng không đáng để tôn trọng bởi vì nó đẩy tất cả mọi người đi vào sự ích kỷ tham lam làm giàu bằng sự ích kỷ tham lam hay là có sự thịnh vượng, có nhiều tài sản bằng sự ích kỷ tham lam. Tôi không nghĩ là người Việt chúng ta hay là người Mỹ họ đồng ý điều này. Làm giàu trong tinh thần khỏe mạnh, trong tinh thần tương trợ và trong tinh thần nhân bản. Tôi nghĩ rằng đó là cái hướng đi của người Mỹ. Chứ không ai làm giàu trong tinh thần tham lam và ích kỷ cả. Nhưng bây giờ thì cái văn hóa bây giờ nó đẩy tất cả giới trẻ và nó đẩy tất cả những công ty truyền thông và những công ty kỹ thuật đi về hướng này. Tức là làm giàu trong sự tham lam và ích kỷ. Do đó quý vị, tôi nghĩ rằng là cái lời nói của ông Bernie Marcus đúng. Ông nói tới lúc nước Mỹ chúng ta cần phải nhìn lại, chúng ta đang đứng trước sự nguy hiểm. Và điều này ông Trump đã nói trong cuộc rally. Chúng ta đang đứng trước sự nguy hiểm trong gần 200 năm qua. Đây là cái mức nguy hiểm nhất trong vòng 2 năm 200 năm qua. Và nếu chúng ta không vượt qua được lần này và không chiến thắng thì nước Mỹ sẽ đánh mất đi tất cả những cái bản sắc của nước Mỹ. Nước Mỹ sẽ đánh mất đi tất cả những cái truyền thống tốt đẹp. Và nước Mỹ sẽ mất luôn cả cái vị thế lãnh đạo thế giới nếu như mà tiếp tục đi theo cái chiều hướng này. Đây là lời phát biểu của ông Trump trong lúc mà ông có cái uh, cuộc Roly Thì quý vị, điều này cho quý vị thấy là nước Mỹ đang có nhu cầu thay đổi. Và cái nhu cầu thay đổi này là nó bắt nguồn từ cái xã hội do Joe Biden quản trị. Trong 3 năm qua, gần như là mọi người đều ngán ngẩm. Ngay cả những người bỏ phiếu cho Joe Biden ngày hôm nay, họ cũng cay đắng chỉ vì ghét ông Trump bỏ phiếu cho Joe Biden. Mà ngày hôm nay, họ phải đối diện với một cái hậu quả của một cái xã hội rất tệ hại. <laughs> một cái xã hội rất tệ hại một cái xã hội đầy hỗn loạn, một cái xã hội đầy băng hoại và một cái xã hội bấp bênh, bất an. Thì quý vị, những gì họ chứng kiến trong 3 năm qua thì tới lúc mà khi mà nghe những người này nói, quý vị thấy bây giờ hầu hết giới tỷ phú đã bắt đầu xoay chiều. Họ bắt đầu xoay chiều. Lúc trước họ chạy theo cái khuynh hướng của khuynh tả họ nghĩ rằng là ô nâng được cái quyền của người đồng tính nâng được cái quyền của những người da màu lên thì họ nghĩ rằng đó là điều tốt nhưng quý vị bây giờ họ mới bật ngửa ra tất cả những cái đó đều là sự nhân danh và cuối cùng quý vị họ bị gạt họ bị gạt bởi những lời hứa hảo này và những cái ngôn ngữ đẹp đẽ này nào là bình đẳng nào là hội nhập nào là đa dạng nhưng cuối cùng quý vị thấy đó Họ chứng kiến đại học Harvard Nói là có đa dạng hóa Cuối cùng đa dạng kiểu nào thì không biết Nhưng mà người da trắng với người da vàng Thì bị nợ đơn nộp vô là bị từ chối ngay Tức là quý vị Họ bị mượn danh thôi Rồi bây giờ họ nhận ra được Và bây giờ nhìn hết tất cả những ứng cử viên Bây giờ từ bên Dân Chủ qua bên Cộng Hòa thì quý vị, Donald Trump vẫn là cái người đứng số 1 kể cả dân chủ tại vì người ta chứng kiến được 4 năm dưới thời của ông Trump và người ta chứng kiến 4 năm này người ta có sự đối chiếu so sánh đó, ngay cả cử tri trẻ của đảng dân chủ họ cũng nói thẳng có thể là Donald Trump tệ hại lắm có thể Donald Trump điên lắm nhưng mà thời Donald Trump tôi còn có tiền trong túi còn thời của Joe Biden, tôi mắc nợ cùng mình thì quý vị, từ vấn đề kinh tế trong gia đình cho tới vấn đề gọi là an toàn ngoài xã hội rồi cho tới chính sách đối ngoại và tư thế của Hoa Kỳ tất cả đều cho thấy nước Mỹ đang cần sự thay đổi cần một vị tổng thống mạnh mẽ hơn có thể giành lại được tất cả những cái vị thế của Hoa Kỳ có thể chấn chỉnh lại kỷ cương quốc gia và có thể thúc đẩy nền, kinh tế nước Mỹ mạnh mẽ trở lại thì quý vị nhìn đi nhìn lại quý vị nghĩ Ron DeSantis, Nikki Haley họ chắc làm được hay không so với ông Trump Hay là ngược lại bên đảng Dân Chủ Gavin Newsom, Kamala Harris hay là Joe Biden Họ có đủ khả năng đẩy cái nền kinh tế nước Mỹ đi trở lại giống như ông Trump đã làm chưa Tôi không nghĩ như vậy Do đó càng gần tới cái giai đoạn này Ông Trump càng bị tấn công về mặt pháp lý Thì dân Mỹ lại càng khao khát ổng trở thành tổng thống nhiều hơn đây là thực tế đây là thực tế họ muốn ông trump quay trở lại họ muốn ông quay trở lại tòa bạch ốc họ tiếc họ tiếc là bởi vì lúc trước họ bị cái đám truyền thông xỏ so mũi và đám dân chủ dẫn dắt họ đi sai dẫn dắt họ đi vào cái ngõ thù hận ông trump ghét bỏ ông trump và xem ông trump giống như là một cái thứ gì đó phải tránh xa nhưng bây giờ họ chứng kiến tất cả những chuyện xảy ra họ biết được <laughs> họ bị gạt Họ biết được, họ bị gạt. Do đó quý vị, nếu nói lấy cái làm lạ là quý vị thấy California xưa nay là tiểu bang của đại dân chủ. Mức ủng hộ ông Joe Biden ở California lúc trước là 56%. Bây giờ rớt xuống 39%. Trong khi mức ủng hộ của ông Trump từ 17% bây giờ dọt lên gần 31%. Tức là khoảng cách chưa tới 9%. Nữa lá phiếu của California nếu đánh hai người thôi đó quý vị. Còn nếu như mà có hai ứng cử viên độc lập vào, lãng bạn ông Trump thắng ở California. Do đó quý vị, với cái tình hình của nước Mỹ bây giờ, với những cái biến động ở bên ngoài nước Mỹ, có lẽ người dân Mỹ phải chọn lựa giữa hai người. Tại vì trên nguyên tắc bây giờ, ai cũng nói tới Joe Biden và Trump tái đấu cả. Joe Biden chưa, chưa rút, ông Trump cũng không có ý định rút lui. Do đó bây giờ hai người này được xem là hai người đứng đầu của hai đảng trong cuộc tái đấu năm 2024. Thì tôi nghĩ rằng dân Mỹ công bằng. Dân Mỹ công bằng. Họ chứng kiến được Biden rồi, bây giờ họ muốn chứng kiến lại một Donald Trump một lần nữa. Để coi Donald Trump làm sao dọn bãi rác của Donald Trump bày ra trong 3 năm qua. Do đó tôi nghĩ rằng cái cuộc bầu cử 2024 nếu như mà không có những cái trò dơ bẩn Bằng pháp lý hay chuyện này chuyện kia Thì tôi không nghĩ là Joe Biden có cửa thắng ông Trump Quý vị Hôm nay chúng ta lại có thêm một số những người Lên tiếng endorse ông Trump Và những người này Bao gồm cả bà thống đốc của Arkansas Bao gồm luôn cả ông Hai ông tỷ phú Và Sắp tới thì tôi chưa biết sẽ có bao nhiêu người sẽ endorse ông ngay tại Florida bây giờ coi như Ron DeSantis không có cửa với ông Trump rồi mặc dù Ron DeSantis là tổng là thống đốc đương kim của tiểu bang có nhiều chính sách mà dân dân Florida rất thích nhưng mà cuối cùng họ vẫn chọn ông Trump họ vẫn muốn giữ Ron DeSantis ở lại Florida Quý vị cuộc bầu cử 2024 với tôi nhìn có nhiều điều tích cực cho ông Trump ngoại trừ chúng ta có những cái biến cố bất ngờ xảy ra chúng ta chưa biết nhưng với cái xu thế này thì dường như không ai đánh bại nội ông Trong. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài Hilton Nhật Ký ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.